Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Forex của mình. Chủ đề của ngày hôm nay chính là hãy coi giao dịch ngoại hối là một nghề nghiệp thực thụ. Nhiều khi tôi vẫn tự hỏi, ở Việt Nam ta, sao người ta lại hay nói chơi chứng khoán, chơi Forex? Phải chăng họ coi việc giao dịch chứng khoán chỉ giống như một trò chơi may rủi, được thì là trời cho, mất thì là trò chơi chăng? Điều đó dẫn đến việc tôi không ngạc nhiên khi thấy đa phần người chơi đều mất tiền, nhiều tiền. Chỉ có 10-20% số người tham gia là chiến thắng, kiếm được tiền. Một trong những sai lầm lớn nhất của những người giao dịch ngoại hối, trader, đó là họ không coi đây là một công việc kinh doanh nghiêm túc thực sự. Thậm chí nhiều người tôi biết coi nó như một trò may rủi, một chuyến lưu hành rong chơi đến sòng bạc. Thay vì luôn dặn lòng phải bình tĩnh và tính toán thật kỹ, họ hình như giống những con thiêu thân lao vào cờ bạc. Nếu như bạn thật sự muốn thành công với Forex, bạn cần nghiêm túc coi nó là một sự nghiệp kinh doanh thực thụ và làm thật bài bản. Bởi sự thực là Forex chính là một ngành kinh doanh đỉnh cao. Cũng giống như bao nhiêu ngành nghề kinh doanh khác ngoài kia, Forex có nhiều phí tổn của nó. Mục tiêu của một trader như bạn và tôi đó là mang về nhiều doanh thu lệnh thắng hơn chi phí bỏ ra. Khi đó chúng ta có lãi. Nếu bạn để những chi phí này vượt ngoài tầm kiểm soát, bạn mất tiền và cùng với đó công việc kinh doanh Forex của bạn xuống dốc, cháy tài khoản, mất hết tiền. Những chi phí của thị trường ngoại hối gồm những gì? Những chi phí của bạn khi đã là một trader đó là những lệnh thua mà bạn đã có, tiền môi giới và chênh lệch khi vào lệnh của sàn, máy vi tính laptop, các thiết bị điện tử, văn phòng. Dù bạn có cố gắng cắt giảm hay né tránh đến mức nào, thì đó vẫn là những khoản bắt buộc bạn phải chi ra trước khi nghĩ đến việc thu được lợi nhuận. Chúng là những phí tổn lớn nhất, đặc biệt là những lệnh thua của bạn khi là một trader. Đáng buồn thay, rất nhiều người nghĩ rằng việc giao dịch giống như một chuyến du ngoạn tới casino. Họ tưởng tượng ra những viễn cảnh hoàn hảo nơi mà bạn không có những lệnh thua với số tiền khổng lồ kiếm được. Họ đáng ra phải nghĩ về chuyện mất tiền trước khi nghĩ đến việc kiếm được tiền, quản trị rủi ro. Thực tế cho thấy khi bạn giao dịch, bạn luôn luôn có lệnh thua. Bạn cần biết rằng có rất nhiều trader chuyên nghiệp, tỷ lệ thắng của họ chỉ ngang bằng, thậm chí số lệnh thắng còn ít hơn lệnh thua. Nhưng họ đều kiếm được rất rất nhiều tiền. Điều quan trọng là khi thắng, bạn thắng được bao nhiêu và khi thua, bạn mất bao nhiêu. Tôi xin gạch đầu dòng lại với bạn những chi phí. 1. Những lệnh thua. 2. Phí môi giới. 3. Máy tính, laptop, phần cứng. 4. Phần mềm. 5. Các thiết bị văn phòng khác. Đó chính là những chi phí chính, không thể tiết kiệm và tốn kém nhất của bạn. Mục tiêu của bạn là làm sao để số tiền kiếm được từ những lệnh thắng sau khi trừ đi toàn bộ những chi phí trên vẫn để ra được mấy đồng. Mạn phép xin kể với các bạn một câu chuyện vui. Hôm đó, tôi có đi sinh hoạt với mấy bác lớn tuổi ở câu lạc bộ Forex. Tôi không nêu tên ở đây. Ngồi ở một quán cà phê cạnh Hồ Gươm, mấy bác đều có cùng mong muốn làm sao chỉ cần chơi không lỗ là vui rồi. Lời vài đô la là vui lắm rồi. Vậy làm sao để giao dịch ngoại hối có lợi nhuận? Ở bài viết này, tôi sẽ chỉ nêu ra những gạch đầu dòng chính, những phần chi tiết hơn tôi sẽ phải viết thành những bài khác nhau. Đây là những điểm mà cá nhân tôi cho rằng chúng quan trọng nhất để giúp ta có được lợi nhuận với giao dịch ngoại hối. Như tôi đã nói ở trên, mục tiêu của chúng ta chính là tối đa hóa hết mức có thể số tiền kiếm được từ những lệnh thắng nhằm bù đắp phí tổn bỏ ra, sau đó có tiền mang về. Về cơ bản, ta có hai cách sau. 1. Tỷ lệ lệnh thắng nhiều vượt trội so với lệnh thua. 2. Số tiền kiếm được từ một những lệnh thắng nhiều hơn hẳn số tiền mất đi từ một những lệnh thua. Hầu như những trader có kinh nghiệm đều đồng ý rằng cách thứ hai dễ hơn so với cách một. Điều chúng ta nhắc đến ở đây chính là tỷ lệ mất được, tiếng Anh là risk reward. Hãy để ý mất, risk đứng trước, được, reward đứng đằng sau. Nếu ta xác định tỷ lệ này là 1-2, nếu ta xác định tỷ lệ này là 1-2 đối với mọi lệnh giao dịch, chúng ta chỉ cần chính xác khoảng 35-40% số lần để đạt được một lợi nhuận tương đối. Những trader chuyên nghiệp có thể nói là thành công, không phải là những người có tỷ lệ thắng cực cao, dạng 70-80%. Thường thì số phần trăm lệnh thắng của họ chỉ rơi vào khoảng 40-60%, nhưng họ hiểu rằng bằng cách đảm bảo cho số tiền kiếm được từ lệnh thắng nhiều hơn hẳn so với số tiền mất đi từ lệnh thua, họ sẽ giảm được áp lực phải thắng thật nhiều mà vẫn kiếm được tiền, thậm chí nhiều. Chúng ta không cần thiết cứ phải đúng, ta có thể sai nhiều hơn, nhưng với một chiến thuật quản lý tốt, ta vẫn là người chiến thắng. Điểm khác biệt giữa ngành kinh doanh này với những ngành kinh doanh khác. Với những ngành kinh doanh khác, việc của bạn là tìm hiểu thị trường, học hỏi các kỹ năng hay cung cấp
phát triển một sản phẩm. Sau đó, phát triển kỹ năng và sản phẩm ấy cho đến khi nó tốt hơn hầu hết những sản phẩm cùng loại đang có. Và thế là bạn có tiền. Giao dịch ở đây cũng tương tự như vậy. Nó cũng là một ngành kinh doanh. Nếu bạn muốn có sự đảm bảo về tài chính, bạn cũng phải mất ăn mất ngủ vì nó, lăn xả vì nó như một doanh nhân thực thụ. Bạn cần phải học được cách kiên nhẫn, tập trung, kỷ luật, tận tâm, làm việc chăm chỉ, nhiệt huyết và hoàn toàn kiểm soát được chính bản thân bạn cũng như kế hoạch kinh doanh mà bạn vạch ra. Để thành công với thị trường ngoại hối, giao dịch Forex, bạn không thể nào tác động hay kiểm soát được thị trường. Tất cả những gì bạn có thể làm là tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra và đã đến lúc thực hiện giao dịch của bạn chưa. Bạn chắc chắn không bao giờ có thể phụ thuộc mình vào những lời khuyên từ người khác hay những lần may mắn ngẫu nhiên để có thể thành công trong thị trường này. Bạn chắc chắn cũng không thể xây dựng được một hệ thống hoàn toàn tự động hóa dù bạn cứ để kệ nó và thu tiền về. Bạn cần liên tục học hỏi và trau dồi, phát triển cho đến khi bạn có được một chiến thuật giao dịch của bạn và bạn thấy tin cậy ở nó. Và kể cả khi chiến thuật này mang lại cho bạn thành công và tiền bạc, nó vẫn cần được theo dõi và phát triển liên tục, ngày qua ngày. Làm thế nào để xây dựng sự nghiệp kinh doanh ngoại hối của bạn? Những người giao dịch thành công luôn hiểu rõ điểm chính yếu trong sự nghiệp trading của họ là xây dựng được những kỹ năng giao dịch giúp họ kiếm được tiền, chứ không phải là trông chờ những lời khuyên đến từ người khác hay một vài vận may tình cờ nào đó. Khi bạn có những lượt giao dịch cho riêng mình, phù hợp với bản thân và cảm thấy vui vẻ, dễ chịu khi làm việc với nó, thì bạn chỉ việc tiếp tục phát triển và bổ sung thêm cho nó. Điều này giúp bạn loại bỏ bớt sự căng thẳng và lo lắng khi giao dịch, khiến nó trở thành nhẹ nhàng, thú vị. Việc giao dịch hoàn toàn có thể trở thành một cái gì đó rất thích thú, dễ chịu khi mà bạn tin tưởng vào những quy tắc và hệ thống do chính bạn tạo ra. Một khi đã có những điều ấy, hãy tập trung và tin tưởng vào chúng. Đừng đẽo cày giữa đường, đi tìm những chiến thuật nghe có vẻ hay và hoành tráng tận đâu đâu. Bạn cứ gắn chặt vào phương pháp của mình và tìm kiếm những cơ hội nó mang lại. Hãy tin tưởng ở ngay chính bản thân mình. Nguồn: nhật ký forex.com. Nguồn thu để duy trì channel này đến từ quảng cáo. Sẽ không còn video hay mỗi tuần nếu Forex Team không thể duy trì đội ngũ sáng tạo nội dung. Do đó, bạn có thể ủng hộ Forex Team có thêm nhiều video hay hơn nữa bằng cách đăng ký theo link giới thiệu của sàn mà bạn tin tưởng trong phần mô tả và bình luận ghim. Hoặc nếu bạn có ý tưởng nào đó để có thêm nguồn thu bên cạnh việc quảng cáo thì chia sẻ với Forex Team nha. Cảm ơn bạn đã ủng hộ và đồng hành.